Rồi bây giờ mình quay sang một cái sản phẩm mới khác nha. Tôi mà muốn chia sẻ quý vị, đây là cái sản phẩm á, là thập 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 gì ngũ à? ngũ là chín phải không? Cửu là chín, mười là thập đúng không? Là thập. Cường quốc đan, còn cái này nó là thập cường quốc đan các vị, nó hơn một bậc nữa, mình phải hơn mới được, để mà cái người cái chữ ngữ rất là lạ đó, mình cái chữ người ta thích số 9 lắm, để mà đè cho người ta cho bằng được, nhưng mà 10 là cái gậy với cái tròn nó đập vô đầu nó thì nó lại khác hơn, là nó sẽ thức tỉnh liền. Cho nên là cái bây giờ ông nói ông bà thì nó nói là hồi xưa có một những cái loại thuốc nó gọi là ông già trèo núi là cầm cái gậy đó, thưa quý vị đó, ông già mà cầm cái gậy là cộng với ổng là số 10, cho nên nó được gọi là thập nha, thập thập củ chân kinh hả? Cái này là nó loại cái dạng mà gọi là ngũ củ ngũ cường quốc đan, nhưng mà nó là thập nha quý vị, thập cường quốc đan đó. Quý vị nào có nhu cầu với cái giá đặc biệt của nó, 20 gói là chỉ có đây nè, đây tôi mà gửi cho quý vị, 20 gói là chỉ có 90 đồng mà thôi nha, 20 gói chỉ có 90 đồng. Nếu quý vị nào mà muốn có nhu cầu để mà mua cái thập củ thì tôi mã xin gửi cho quý vị nha, đó chỉ có 90 đồng mà thôi, giá của nó là 150 đồng đó, nhưng mà tôi mã chỉ có 90 đồng mà thôi nha quý vị. Rồi xin bỏ qua đi. Rồi bây giờ chúng ta đến một cái sản phẩm rất là đặc biệt trong cái chợ đêm ngày hôm nay nha quý vị. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu để mua ngự gì đó, ngựa hả? Ngựa là Tuấn Mã rồi, ngựa chiều hả? Không, bây giờ mình đặt nó đi, mình phải đặt hơn cái hay hơn là đại chiều. Nó là ngự thôi, ngự là ngồi thấp dưới, là ngự là cái ngồi dự bị, ngồi đó mà nghe thôi. Là cái này đó là đại chiều ngự y hoàng. Đại chiều là những người ngồi trên cao, ngồi mà trên cao, còn những người nào mà ngự chiều thì ngồi dưới phải lắng nghe. Đó, thưa quý vị, đây là đại chiều ngự y hoàng. Đó, nha quý vị, là quý vị nào có coi trong cái thác chú có gửi qua đó. Đó là với một cái giá là 250, là Tuấn Mã đang có cái giá là chỉ có đặc biệt đó là chỉ có 175 đồng, mà khi nào quý vị nào mà mua một nha, còn quý vị nào mua hai trở lên á thì chỉ còn có 145 đồng mà thôi. Đây là cái giá mà Tuấn Mã muốn đưa đến cho quý vị, để cho quý vị có một cái sự tiết kiệm ở trong cái ngày Tết này, để quý vị không có đó. Quý vị thấy ở đây coi cái kem mà số 4 lên, thấy không, trong cái thác của Vi thấy không, đó coi trong cái thác đưa hình nó lên liền đi, đây là đại chiều nha, đó, đại chiều ngự y hoàng đó, giá là 175 đồng. Nếu quý vị nào mua một hộp nha, giá thường ở ngoài là 250, tôi mà bán cho quý vị chỉ 175 đồng mà thôi, nhưng mà mua hai chỉ còn 145 đồng. Nếu quý vị nào mà muốn mua nhiều và có giá tốt hơn nữa thì xin quý vị lưu ý, tôi mã sẽ đưa đến cho quý vị. Lấy trong cái thác ra chưa? Xin đưa lên dùng cái. Đó, quý vị nha. Đó, đây là đại chiều ngự y hoàng. Đó, nó cao hơn một bậc nữa là ngự chiều nha quý vị. Đó, xin quý vị lưu ý dùm. Đây là sản phẩm mà tôi mã muốn gửi đến cho quý vị nha quý vị nha. Cái sản phẩm mà quý vị đang có coi đó, là xin quý vị coi lại cái ngày cái mà nó gọi là ngũ củ ngũ gì đó, ngũ cường tam gì cường gì đó, á gì ngũ củ cường củ cường tam củ cường quốc đan. Dạ, mình là thập cường quốc đan. Mình có là tam cường quốc đan. Dạ, đó là cái có cái tên là ngũ nữa. Người Hàn Quốc á, nó không có cái chữ ngũ. Ngũ là bên Trung Quốc. Đó, còn bên cái bài thuốc tam cường quốc đan là nó có thực tế là do ba nhà sản xuất.
cái bài thuốc đó có ở trên lịch sử đàng hoàng, có hiện ra ở trên mạng đàng hoàng, chứ không phải nói miệng được nha quý vị nha. Đó thì đây là tôi mãi muốn nói cho quý vị biết là cái ngũ củ cường quốc đan là nó có cái giới hạn, là tại vì nó hết làm rồi. Cái đó chỉ có còn chừng khoảng cỡ trong năm nay là hết hạn. Cho nên là quý vị mua cái sản phẩm gì á thì nó cũng có được cái ngày sản xuất và cái ngày hết hạn. Đúng không quý vị? Cho nên là quý vị coi lại cái những cái sản phẩm quý vị mua vừa qua của Tuấn Mã, như Đại Triều như là Triều Ngự Y Hoàng đó, thì quý vị sẽ thấy có thấy hay không thấy rằng là có ngày xuất bản rõ ràng và in ấn có rõ ràng hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Hàn Quốc không có bao giờ chịu làm những cái sản phẩm mà bỏ tiếng Việt lên hết, tại vì đó là trái luật của ngành sản xuất bên Hàn Quốc. Chính phủ của Hàn Quốc họ không có, họ rất là nghiêm ngặt, họ không có cho xuất bản ngoài những chữ Hàn Quốc của họ, để bảo đảm là cái đó là hàng, không phải hàng giả. Nếu mà quý vị thấy những cái hộp nào mà có tên, có chữ tiếng Việt mà của Hàn Quốc thì bảo đảm quý vị sẽ không đúng nguyên tắc. Đó là những mặt hàng không có thực tế và không có sự kiểm tra và cũng không có ở trên thị trường. Xin quý vị lưu ý giùm. Đó, đây là Đại Triều Ngự Y Hoàng, là một trong những sản phẩm rất là cao, trị giá chỉ có 175 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu thì mua hai thì giá chỉ có 145 đồng mà thôi. Xin quý vị lưu ý, đây là sản phẩm mà tôi mã muốn đem đến cho quý vị, để quý vị có sức khỏe nhiều và giá bảo đảm và có ngày tháng hết hạn nhập vào như thế nào và xuất xứ như thế nào, để cho quý vị thấy. Gọi vào ngay quý vị ơi. Dạ, hello. Đại Triều Ngự Y Hoàng chúng tôi bây giờ chỉ còn có 145 đồng thôi nha quý vị. Gọi vào ngay. Dạ, dạ xin anh nói à. Alo. Dạ nói đi ạ. À đây. Bốn củ này à. À bốn hộp thuốc này. Bốn hộp thuốc gì? Alo. Bốn hộp là Đại Triều Ngự Y Hoàng hả? Alo. Dạ nghe không? Hello, hello. Mua 4 hộp này Đại Triều Ngự Y Hoàng á. À ok, rồi, mua 4 hộp được giá ưu đãi là 145 đồng hộp nha. Dạ, có giảm nữa không anh? Gọi lại đi. Bây giờ muốn giảm nữa thì dù mua thêm 1 hoặc 2 hộp nữa đi thì Tuấn Mã sẽ giảm hơn nữa nha. Mua càng nhiều càng được bớt nhiều. Mua càng nhiều. Tết nhất mà, Tết nhất là phải cho giảm giá tối đa nha. Dạ, tại em mua giá hơi cao bên anh hơn chút xíu. Vậy cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn rất là nhiều. Giá bên nơi ngoài là bán bao nhiêu? Tôi mua chỗ khác thì nó mắc hơn chỗ anh nhiều. Dạ. Mắc hơn nhiều là mắc hơn 10 đồng hay 20 hay là 100 đồng lận? Khoảng 50 anh. Cỡ 50 trở lên. Vậy để 50 mình đi ăn, mình ăn phở hay là mình mua thêm nữa được rồi. Rồi anh mua 4 hộp anh ha. Dạ vâng. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Số là 5831. Rồi xin quý vị lưu ý nha. Đó là những cái sản phẩm mà quý vị cần thiết có những cái giá tốt. Đã nói xin, là mình đều lúc nào cũng có giá đặc biệt hơn những chỗ khác phải không anh? Đúng rồi. Quý vị bất cứ một cái điều gì nha. Đó. Tuấn Mã giờ là phải thượng chiều rồi. Là thượng chiều và đại chiều đó, là luôn luôn là phải ngồi thượng chiều mỗi ngày để có dân tình báo cáo là giá cả như thế nào và hàng hóa như thế nào. Chứ nếu mình không thượng chiều á là dân nó là cái gì là ngựa chiều nó loạn. Cho nên là mình phải đúng như vậy. Mình là thuộc là thượng chiều, mình phải trị nó. Thật ra mua một hộp là 175 đồng, mà mua hai hộp trở lên là chỉ còn 145. Đúng rồi. Quý vị ơi, đây là những món quà có thể mình tặng đúng cho rồi. Trong ngày mình, Tết nè. Mình đâu cho có để khỏe của mình chứ. Dạ mình vâng. Đâu có để cho ngự chiều để mà giá như là bóc lột người dân như vậy được. Lấy hết tiền của người dân đâu có được. Cho nên là đại và thượng chiều phải ngồi để mà kiểm tra mỗi ngày, giống như vua vậy đó. Là phải thượng chiều mỗi ngày thì mới biết được dân tình nó phá loạn như thế nào, thì mình mới trị nó được. Rồi, quý vị ơi gọi vào nha, 9496826868.
và 408-499-7523. Chúng tôi đang sale đặc biệt cho sản phẩm Đại Triều Ngữ Y Hoàng, mỗi sản phẩm đến từ Hàn Quốc, rất là đặc biệt nha quý vị nha, mà chỉ có trong chương trình live của chúng tôi mà thôi, tại đài VK TV. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái sản phẩm khác. Cái sản phẩm này gọi là cực kỳ